Với quan niệm rằng mỗi người gốc Việt tại hải ngoại hoàn toàn có thể tự học tiếng mẹ đẻ dựa vào giao tiếp ngay trong gia đình, một phương pháp tự học tiếng Việt đang được bà con cộng đồng thành phố Montreal tự xây dựng và truyền lại cho nhau, đó là phương pháp tự học tiếng Việt theo 18 bảng vần. Vừa qua, hai tác giả của phương pháp này là cô Bùi Hồng Phúc và Ngô Thị Ngọc Lan đã có một buổi thuyết trình cho cộng đồng người Việt trong thành phố. Hơn 20 năm dạy tiếng Việt nơi xứ người, cô Bùi Hồng Phúc và cô Ngô Thị Ngọc Lan đã hệ thống hóa 169 vần điệu với 5 dấu 6 thanh của tiếng Việt thành 18 bảng tóm tắt, logic và dễ nhớ. Dựa trên những câu ca dao tục ngữ, lối nói vần điệu ví von quen thuộc của người Việt và cách giao tiếp thông thường trong cuộc sống hàng ngày, phương pháp này khiến các em dễ nhớ, hiểu được quy tắc ghép vần một cách đơn giản nhất. Các em ở đây thì thời gian không có, các cái tài liệu như sách báo, phim ảnh không có. Cho nên đến học thì học tiếng Việt phải học thuộc lòng, phải đánh vần, rất là khó. Thì bây giờ nó chỉ thu gọn lại trở thành một cái bảng chín nguyên âm chính đó thôi. Rồi thì từ đó thêm những cái âm cuối vào thì nó thành ra những cái trò chơi rất là logic, rất là vui cho các em nó tự nó khám phá ra là té ra là mình tự học, tự viết tiếng Việt được, cho nên các em rất là thích thú. Những chia sẻ về cách tự học mới mẻ của hai cô giáo trong buổi thuyết trình đã thu hút hơn 50 bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh tham gia cập nhật phương pháp hữu hiệu để kèm cặp con em mình trong việc học tiếng mẹ đẻ. Đặc biệt, nhiều người Canada có vợ hoặc chồng là người Việt cũng đến đây với mong muốn tìm thêm sự gần gũi, gắn bó với tiếng Việt. Phương pháp tự học tiếng Việt theo vần điệu từ lâu đã được nhiều phụ huynh cũng như học sinh tiếng Việt tại thành phố Montreal áp dụng vì tính thực tiễn cao đối với người học ở nước ngoài. Con em mình nó sanh ra và lớn lên ở đây hoàn toàn đó, thì nó tiếp xúc với cái ngôn ngữ mẹ đẻ rất là ít. Cho nên khi mà có một cái phương pháp đó, để hằng ngày mình vẫn nói chuyện với con bằng tiếng Việt để nó nghe quen cái âm thanh. Thì đến đây thì mình mới theo dõi hồi nãy giờ đó, thì mình rất là thích cái phương pháp của hai cô dạy, rất là có giá trị và có giúp cho con em mình đỡ cái khó khăn hơn. Cô Lê và cô Phúc tới cho một buổi thuyết trình về làm sao học tiếng Việt dễ dàng hơn. Tôi thấy là em thấy rất là hữu dụng, rất là tốt cho để mình học tiếng Việt dễ dàng hơn. Tiếng Việt còn văn hóa Việt, còn nguồn cội quê hương và đất nước Việt. Kết thúc buổi thuyết trình, ai nấy đều hiểu rằng để giữ được thứ tiếng quê hương ở một đất nước xa xôi như Canada thì cách tốt nhất luôn là tinh thần tự học. Và hôm nay, phương pháp 18 bảng vần đã cho mọi người một cánh cửa mới về sự tự học đó.